Rồi xong chưa? Lại ăn cơm rồi con ơi. Con mới tìm cho mẹ luống rồi muốn mẹ. Không biết chừng nào mới ăn được ha. Hai mươi ngày à? Ăn được con hết sợ rồi mãi. Nhanh lắm, 20 ngày. Nhanh. Ăn rất ngon, rất ngon. À, lấy miếng sình lạnh sình không muốn. Ba xin non này tao muốn tốt lắm. Xả cho mẹ ăn miếng rồi muốn. Rau muống này non, hết sức non. Em xào tỏi ăn ngon lắm.
Chào cả nhà đã trở lại với kênh Khói Bếp Miền Quê nha. Hôm nay thì mình sẽ làm cơm của gia cho gia đình mình ăn nha cả nhà. Mình có mua hai con cá rô nè. Mùa này cá đồng khó kiếm đó cả nhà ơi, mình câu cũng không ăn nữa. Mình mua được hai cá rô nuôi nè. Em mình kho ha. Bữa nay thì mình ăn cá rô kho nha cả nhà. Với rau muống xào tỏi, mình có dưa leo nè. Rồi vài củ hành với củ tỏi đây ha. Rồi ăn kèm với dưa hấu. Rồi mời cả nhà cùng làm với mình nha. Rồi bây giờ mình đập tỏi với bầm hành nha. Bữa nay em câu không ăn cá không ăn anh ơi. Em mua hai con cá rô em kho đó. Mua luôn. Ăn cá rô nuôi rồi. Nuôi cá rô nuôi mà ta nuôi mình không có nuôi. Người ta nuôi. Bữa nay sao anh xịt thuốc chị sớm vậy? Ít. Vậy anh ngồi anh nhắc ghế ngồi nghỉ một chút đi rồi anh phụ với em đi. Có kho cá không có gì phụ. Kho cá xào tỏi nữa. Tao muốn cần tỏi ông làm cho. Cần chứ anh. Anh lột giùm em vài tép đi. Cái này em bầm đang em ướp cá nè. Cắt cái đoạn này. Vô đây cắt vô. Rồi muốn xào nguyên củ á, ăn nó thơm anh ơi. Ăn tỏi nó bùi bùi. Thì là hết củ luôn. Gì ăn trước mà nó âm đắc gì không? Nó trồng ba cái rau muống đó anh ơi. Rau muống tàu hả? Rau muống tàu á. Hai con cá này mà 800 gram nè anh. Thấy ngon ghê không? Đâu nuôi luôn. Còn 400 gram đó. Đầu vuông, cá rô đầu vuông. Mà có thấy cái vuông gì đâu mà nó đầu vuông. Nó cũng vuông chứ. Là tên cái rô đầu vuông. Rồi ướp cá thì mình cho vô miếng nước màu ha. Rồi đó. Miếng hành, miếng tỏi. Cho miếng bột ngọt. Cho vô một xíu muối. Cho vô một ít nước mắm cho nó dễ thấm. Để vô miếng muối cho nó mặn. Rồi em cho miếng muối rồi nè. Vô miếng muối cho nó mặn. Trời, tao lấy cái tô, tao kho cho bể cái tô rồi chứ. Cái tô sành anh kho được, tô mũ anh kho sao được. Cái gô kho tậu. Anh mua cái tậu đi, anh mua tậu kiểu về đi em, bữa nay em kho nè. Tậu kiểu chịu mới nổi. Em muốn xào tỏi thì mình đập dập dập vậy nè, xào ăn nó mới ngon. Ăn cái củ tỏi nó bùi bùi. Xắt hành để kho cá anh ơi. Cái góc này em chừa lại đi. Mình sắc nhiễm cái này thôi. Coi cái gì? Cái gì? À, đi chỗ khác con. À, đi chỗ khác ra chơi đi con. Chiếu đi con à, rồi ăn. Đủ chứ không có chín gì trơn à, thấm thơm mới bò lại rồi. Rồi mình cho cá vô để mình kho nè. Không hoài mà, không thấy đâu. Không phải, không thấy lớn thiệt à. Mình sẽ thơm anh ơi. Thơm mùi tỏi. Thơm mùi tỏi. Cái mùi nước màu bỏ vô kho gì mà thôi, nó khô một cái là cái gì rồi đó. Luôn. Cá sẵn rồi, mình bỏ nước mắm vô, cá mình ướp rồi mình cho vô nước nữa thôi. Cái rô mình kho lạc lạc ăn mới ngon. Bụi đang hết nước tốt rồi. Không ăn. Lát qua chồng cho muốn luôn. Không có muốn nè. Ngâm đủ tiếng hồ rồi. Giải luôn. Mày đi xả đại đi. Đừng thương hàng lối gì đâu. Nhà ăn không.
Ôi ơi thơm dữ thơm mày. Nay mới làm món gì vậy? Kho cá hả? Kho cá. Đi làm nghe con đi làm bầu à. À. Bầu này lấy tới chuyện chồng cũng đủ rồi. Cô đủ bứng ra làm cái bầu vậy chồng nó ít chết. Thấy giờ che quá trời luôn mà chồng phủ. Mẹ ương hôm đó nay đó. Nó bứng ra hoài đăng mà bầu mà không ra không có không. Để chồng ăn hết. Hồi đó anh nhớ chồng không? Nó ghẻ ghê à. Có ngàn mấy ký chở ra khi không ai mua nữa. Bỏ chứ nó chín nó vụn lên vụn xuống. Có nhiều ăn hợp quá. Không hết. Dạ không có ăn ăn. Chồng cỡ 4 cây là ăn đủ rồi. Trời 4 cây chỉ có trái ăn không hết luôn á. Sống chứ tại trong đó mình không có tưới nước chăm sóc nó. Đủ ánh sáng không có mùi xương không tốt thôi. Rồi anh em đổ nước rồi đó anh qua anh chụm giùm em nha. Em xào qua cái rau muống ăn cơm. Rồi anh trở bề lại chứ đây có so cái bề mà cái chín bề chưa chín á. Chín bề nào năm mình ấy. Chín bề. Chín bề anh nói chín bề nào ăn bề nấy còn bề gì trên không chín để chiều ăn hả? Ít thao à nghe. Dễ thao à. Để hồi ăn chiều ăn cái chín bề còn bề sống à. Chiều ăn thịt luôn hả? Ừ. Thôi trong da rồi. Trời, anh phải lấy đồ đũa nó mới được. Lỡ chưa? Đập rồi đập. Thôi thôi mày, cho tao bún vô. Mình còn làm xào cho nó héo héo nha. Nó thịt xíu là cho vô vậy đi. Giờ nó có cái đồ ương sẵn rồi nè. Có cái khay ương á. Khay đó là mình khay đó mình ương cái hộp được chứ cần là cái đồ đũa mình lên cây rồi sao ương. Mày chặt ghim làm bầu là ăn truyền thống nhất nè. Rồi rau muống mình xào vừa chín tới rồi nè. Mình cho gia vị vô nữa mình nhắc xuống ăn. Miếng bột ngọt. Cho vô một xíu nước mắm. Mình cho nó vừa ăn. Vừa nước mắm trộn đều lên là được á. Thôi mình còn chấm với nước cá kho nữa này. Vừa nước mắm này khỏi chấm. Cá mình chín rồi nè. Giờ mình cho hành với tỏi với ớt vô, hành với hành lá, hành tím với ớt vô nha. Ngon quá anh ơi. Cái rô nó ngon cái nè. Ai mà nuôi con cá nó uống dữ vậy không biết. Ta nuôi chứ mình đâu có nuôi đâu. Rồi. Cá rau chín rồi thì mình sẽ dưa hấu đang ăn cơm.
Ủa, cái gì không? Gạo chín đã tươi luôn. Cái hấu ngon quá trời à, ăn miếng đi. Ăn đi. Một trái này, cơm ăn không hết à. Ừ, ngọt. Ngọt không? Ngọt dữ à. Ít hột phải không? Ừ. Mà dưa hấu không hột nó không ngon không nè, giỏi vậy lắm. Dưa hấu này ngon à. Cho miếng tiêu lên, nó thơm. Tiêu, tiêu lấy không? Tiêu, tiêu sỏ không anh ơi, tiêu trắng. Rồi xong chưa, lại ăn cơm rồi con ơi. Rồi xong. À. Rồi cơm mình đã làm xong rồi nha cả nhà. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Vậy chúng quá. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Rồi mời cho mẹ ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Cầm đũa lên ơi. Cá kho ăn mẹ. Cá kho. Cái bàn này thấp ở đây ngồi lút đồ gối luôn đó. Cha ngồi đụng hoài. Đây con dễ cho bạn miếng. Cá này ăn dễ nguyên miếng gì nè, ăn nó ngon. Cái mẹ ấy ăn nó ngon. Dễ miếng nhỏ nhỏ không đã. Thôi ăn mất trời chứ. Ừ, béo. Xương, cá mà. Ừ. Cái bàn này thấp nó sự tế sự lưu hoài. Nè em chấm với nước cá kho này. Ừ. Chấm nước mắm. Thôi đó mình bận cho cả cá sáu tắc, nằm tắc, sáu tắc. Con mới tìm cho mẹ luôn rồi muốn mày á. Dạ, không biết chừng nào mới ăn được á. Thêm 10 ngày à, ăn được con ơi. Hết sợi rồi mày. Nhanh lắm, 20 ngày là ăn được rồi, ăn lần được rồi. Trời ơi, nó lên tới hả? Tháng là nó già đó. Nó lên ăn được rồi. Con mập hả? Biết ngon hả, bán gần cúng cúng á. Thấy gì chị ăn không ngon này, nhỏ quá ăn không ngon. Thôi cả cô bự quá cho bự ha. Báo ghê á. Mùa này kiếm cái cô đồng như vậy thì có ha. Tháng này có cá cô đồng mà đều đâu có được đi lớn gì đâu. Sao có trời ơi, cô đồng đi lớn là chắc biết nói chuyện luôn á. Con chừng 100g là 100.000 ký rồi. Giờ kiếm không ra. Rồi. Mà năm cha đi văn lưới ba mạng không mua cái lưới gì lỗ quá trời bự. Dạo dài nữa. Chân không dính gì trơn. Cái gì dính đó, chưa dành rồi. Nè anh. À, nhắc ăn, nhắc ăn. Nào lẩu xào có muốn nè, ăn ngon chứ? Ừ. Ăn phải có ít rau, nhà không ăn rau nhiều mà. Ở nhà mình ăn toàn rau chín thì nhiều chứ, ăn rau sống không hợp. Ăn rau sống à? Nó nhỏ mà nó láo này, nó cắn đầu ra kìa. Nó coi kìa, coi kìa, nhỏ xíu mà vậy đó. Leo đầu ta không à? Cá. Thường chứ, nó thường nó cắn lại cho chết. Ừ, cá này cái màng nặng béo này nè. Ừ. Mà có xương nha con này. Dạ, xương lắm á. Có xương này. Ừ, cái này không phải là cái này nè, béo. Ừ. Xương. Đi ra đi, chỗ ăn cơm. Đóng coi sao là 6 tấc á. Cao là 6 tấc. Bàn này hơi thấp, nhưng nó bị ấy cho em. Bị siêu rồi. Nhóc kìa nè. Chỉ dùng hết không? Hello. Bạn không quay lại, gắn chịu. Tính như chiều ra con chồng mấy cái đu đủ không? Không tới rồi. Trồng lắp mô cao cao á. Nó để chịu thao nước nó ngập. Đủ nước ngập là chết chứ. Thấy trước trống cái chỗ mà kế cái hàng mà hũ ba tây xưa đó. Ừ. Trồng thêm mấy hũ hoa quá. Hũ ba tây.
Mình chọn qua được. Hôm qua ấy mình lắng hả? Hôm qua lắng à? Ừ. Hôm qua con lựa con ra mua hộp mà hú qua sim á, chồng ăn nó hết đắt. Tính lấy hộp mua trái gì ăn chồng luôn quá. Ừ cũng được. Mình đã tính mấy cái xương. Lựa mấy cái trái mà xương xương ha. Xương này béo lắm mà. Cá này nó mỡ mình ăn thịt nó ngon hay mẹ? Ừ, ngon, béo lắm. Béo rồi. Béo, mà kho lạc nó ngon. Này kho tàu là ngon lắm ạ. Anh ăn đi. Nè, cho làm việc quên mình vậy? Con ăn cái xương này là im luôn á. Ừ. Sáng mở cửa ra là đòi ăn á. Không cho ăn là không đi được nữa. Nhỏ mà quậy quá quậy. Dưa này ngọt quá hả mẹ? Ngọt. Nó chín đỏ. Giòn ngọt nó giòn ha. Dạ. Trời. Cái xương nó béo thì thôi luôn á. Mỡ đóng luôn rồi xương. Chị ra cho thuốc nữa không? Xịt. Chị cho thuốc cho chị trong nhà. Ừ. Nguyên qua sạch chưa rồi hả? Đúng quá, qua sạch theo mình với nhỉ. Ừ. Này ăn cơm ngon rồi. Cơm này ngon. Cái này thấy nó bự, thịt nó cũng ngon lắm á. Ngon. Để mẹ dễ, mẹ gấp cho con miếng nha. Rồi, đưa con ăn dễ được rồi. Chà no hả chà? Rồi. Ăn dưa hấu nè, cơm dưa hấu ngon. Rồi rồi, mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Cả nhà yêu thương nha, gia đình mình thì hãy cho hai vợ chồng mình xin một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha.